Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị mở rộng lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh phía Tây của nước này bao gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Trước đó thì lệnh tình trạng khẩn cấp cũng đã được tái áp đặt ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận. Tình hình hiện nay đòi hỏi Nhật Bản phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị công nghệ nhận diện người đeo khẩu trang mới được triển khai tại Nhật Bản. Công nghệ nhận diện khuôn mặt cho phép người dùng thông qua hệ thống kiểm soát mà không cần tương tác, hạn chế tiếp xúc bề mặt, qua đó ngăn ngừa sự lây lan của virus. Theo tập đoàn NEC, hệ thống mới phát triển của tập đoàn này còn có thể nhận diện được khuôn mặt cả khi người dùng đeo khẩu trang. Việc xác minh danh tính mất khoảng 1 giây và có độ chính xác cao. Tuy nhiên, để có thể xác nhận danh tính thì đòi hỏi người dùng phải đăng ký hình ảnh trong hệ thống nhận diện. Hệ thống sẽ tập trung vào những vùng không bị che khuất trên khuôn mặt như mắt và các vùng xung quanh. Khả năng nhận diện có độ chính xác đến 99,9%. Hệ thống này đã được giới thiệu ra thị trường và được sử dụng bởi một số hãng hàng không quốc tế vào cuối tháng 10 năm 2020. Sắp tới có thể được áp dụng cho các cổng an ninh tại các tòa nhà văn phòng của Nhật Bản. NEC đặt mục tiêu đạt doanh thu 970 triệu đô la Mỹ trong năm tài khoá 2021, riêng về mảng kinh doanh phân tích sinh trắc học, bao gồm cả hệ thống nhận diện khuôn mặt. Ngoài hệ thống nhận diện khuôn mặt, hiện NEC cũng đang thử nghiệm công nghệ thanh toán tự động cho các cửa hàng tiện lợi tại Tokyo. Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì các công nghệ nhận diện không chạm đã giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần cho nỗ lực của Nhật Bản trong thực hiện mục tiêu bình thường mới. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.